Ok, xin chào anh em. Rất vui được anh em gặp lại. Mình là Bình. Thì hôm nay mình xin phép trên tay một em Nongjin, một thương hiệu khá là nổi tiếng của anh em phải không ạ? Thì bên ngoài của chiếc đồng hồ này là một cái hộp, một cái bóc của Nongjin. Nói chung bóc của Nongjin thì có một màu đỏ và được làm bằng gỗ, được đánh bóng rất là hoàn thiện, rất là đẹp. Đấy, các anh em có thể ngắm một chút về hộp của Longines. Ok. Và sản phẩm hay nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay là một chiếc Longines. Chiếc Longines này thì thuộc dòng Master, một collection khá là nổi tiếng của Longines. Các anh có thể thấy là dial của chiếc này cực kỳ độc đáo đúng không ạ? Chiếc này có một cái dial, người ta gọi là dial bằng lụa ấy ạ. Đấy, rất là đẹp phải không ạ? Nó có màu hơi vàng vàng. Chiếc này thì phần niềng của nó được bọc vàng 200 micro. Trong mặt dial của chiếc này thì có các cọc số được đính kim cương tự nhiên. Đấy, các anh có thể thấy. Và một cái ô lịch ở góc vị trí góc 6 giờ. Ở bên ngoài thì sẽ có các vạch chia phút. Đấy, chúng ta có thể nhìn thấy một cái logo Longines khá là nổi tiếng. Bộ kim của chiếc này thì sẽ được mạ vàng và làm rất là cầu kỳ cũng như là đẹp phải không ạ? Ok, chúng ta qua chút về phần núm của chiếc này. Vẫn là một cái núm rất là quen thuộc của Longines phải không ạ? Chiếc này thì sẽ có một bộ dây bằng kim loại hay còn gọi là dây thép ạ. Và có 5 chỉ với 3 chỉ là màu trắng và 2 chỉ ở giữa. 2 chỉ ở giữa này thì cũng tương tự như là phần niềng, nó sẽ được bọc 200 micromet vàng ở đấy ạ. Đấy, các anh có thể thấy vàng lá bọc đấy ạ. Ok, chúng ta sẽ đến với cỗ máy, một linh hồn của chiếc này. Chiếc này thì sử dụng cỗ máy Nongjin Caliber L888.2. Với cỗ máy này thì chúng ta sẽ có 21 chân kính, tần số dao động là 25.200 và số giờ tích cót của chiếc này khá là dài, có thể lên tới 65 tiếng. Đấy, các anh có thể thấy. Nói chung là về cỗ máy của Longines thì hầu hết tất cả luôn ạ, tất cả sẽ được hoàn thiện cũng như là finish rất là cao ạ. Đấy, các anh có thể thấy. Và chúng ta có thể nhìn thấy là thông tin đầy đủ ở phía sau, ví dụ như The Longines Master Collection. Đấy. Thép không gỉ, bọc vàng 200 micro, GC200 đấy, Swiss made, chống nước 33. 3 ATM ấy, serial number của chiếc này. Ok. Chiếc này sẽ có một cái kính sapphire nguyên khối và size của em nó là 38.5 mm. Với size này thì rất là phù hợp với các anh em có cổ tay nhỏ và trung bình. Ok, để em lên tay thử cho các bác nhé. Đấy, các anh có thể thấy chiếc này lên tay rất là dễ dàng và gọn phải không ạ? Ok, cảm ơn anh em đã xem video tới giờ này. Em xin kết thúc video tại đây ạ.